Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 607 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên Gmail trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 606 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Kiệt Nguyễn, bạn Đức Thanh và bạn Phan Trang các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra do chính ba bạn cậu, bạn mợ bạn nè, và những người trong vùng của bạn đã trải qua. Thì những chuyện này là đã xảy ra cũng nhiều năm, có chuyện là xảy ra khi mà bạn chưa sanh ra đời nữa. Và sau này là bạn được nghe ba mẹ bạn kể lại và rất là nhiều người kể lại. Thì quê của bạn này ở Ninh Thuận, mà dạng giống như là hồi xưa thì cái vùng này là có rất là nhiều đất hoang các bạn. Cho nên là cứ cái người nào mà tới trước và người nào có sức khỏe, có khả năng là phát được những cái miếng đất hoang đó rồi bắt đầu là rào lại thì thành đất của mình luôn. Thì lúc đó là ba mẹ bạn với lại gia đình của bạn, bà con của bạn là cũng có đến vùng này và mỗi người thì làm một miếng như vậy. Thì vào cái thời điểm đó là vào năm 1996, thì lúc đó là mẹ của bạn đang mang thai bạn, chứ bạn chưa có đẻ nha, cái bụng cũng đã hả là lớn rồi, sắp sanh rồi. Và thời điểm đó thì rất là nghèo các bạn, cho nên đó là ngoài cái công việc hàng ngày á, là ban ngày ba mẹ vẫn đi làm bình thường, nhưng mà ban đêm á là về á, là ba của bạn á, là sẽ đội một cái đèn á, ở trên cái đầu vậy nè, để mà đi vô trong cái con đường núi để mà có thể bắt chim, bắt cút hoặc là bắt ếch về để mà bán kiếm thêm tiền để mà trang trải cuộc sống. Thì hầu như là ngày nào cũng vậy hết. Thì cho tới một ngày đó đó, thì bình thường á, là ba đi vô trong đó cũng rất là bình thường, ba rất là gan dạ. Và ba có để ý một cái miếng đất, mà cái miếng đất này á, thì có người người ta chiếm rồi. Và người ta cũng đã là phát ở trong cái miếng đất đó hết rồi, nhưng mà dạng giống như ở ngoài thì người ta vẫn chừa cây với lại chừa những cái bụi gai để mà làm hàng rào. Nhưng mà người ta chưa có tới đó nha các bạn, dạng như là người ta dành trước sẵn vậy đó. Thì ba đã đi ngang cái miếng đất này nhiều lần lắm rồi. Và cái miếng đất này á thì nó bự giống như là một cái sân mà bóng đá vậy đó. Thì ba mới suy nghĩ, ba nói rằng là để tối nay mình vô thử trong cái miếng đất đó để coi coi có chim, có cút hay là có ếch gì không. Thì khi mà ba đi vô trong cái miếng đất này á, thì cái lúc mà ba để ý á, thì ba thấy rằng á, là tuy rằng người ta có chừa cây, có để những cái bụi gai, rồi cũng có làm giống như dạng rào, nhưng mà chỉ là cây kê lên thôi, mình chỉ cần đẩy một cái là vô liền. Thì nó có rất là nhiều cái đường vô các bạn, rất là nhiều luôn. Và ba cũng vô bình thường. Và khi mà ba vô nha, ba bắt được rất là nhiều chim, rất là nhiều cút và ếch. Mà cái lúc mà bắt được nhiều quá rồi á, thì ba suy nghĩ rằng á, là thôi, nhiêu đây được rồi, bây giờ về được rồi đó. Thì lúc đó coi đồng hồ thì thấy là cũng đã gần 12 giờ rồi, thì bắt đầu á, là ba tìm cái đường ra. Mà khi mà mình vô á, là mình thấy có rất là nhiều cái ngõ vô nha, nhưng cái lúc đi ra á, thì không có thấy ngõ ra các bạn. Ba cứ đi lòng vòng, mà các bạn tưởng tượng nguyên một cái miếng đất nó bự giống như là cái sân đá banh vậy đó, mà ba đi mấy vòng. Ba đi mấy vòng vậy đó, mà trong khi nhớ là ủa nhiều đường vô lắm, mà bây giờ là cứ tìm hoài không thấy cái đường ra, không thấy cái đường ra luôn. Thì ba cứ đi vậy ha, mà ba cứ đi nha. Xa một hồi ba cảm thấy ba mệt quá, cho nên là ba mới ngồi xuống ba nghỉ. Ba nhìn đồng hồ ba thấy là 3 giờ mấy sáng rồi, mà trong khi mới nãy bắt xong là định đi ra là lúc đó là gần 12 giờ, mà bây giờ đã 3 giờ mấy sáng, là nãy giờ đi mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tìm được cái đường ra. Cho nên là ba mệt quá, ba mới ngồi, ba mới lấy cái hả điếu thuốc ba hút. Và trong cái lúc ba hút, ba mới suy nghĩ, ba nói ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy có nhiều đường vô lắm mà sao bây giờ nãy giờ mình đi 3 tiếng mấy rồi mà không thấy đường ra, không lẽ mình bị che mắt sao trời. Thì ba nghĩ vậy, cho nên là ba mới cất điếu thuốc và ba khấn vái.
Ba xin rằng á là tại vì gia đình con nghèo quá rồi hả, vợ con rồi vợ con đang mang thai nữa, cho nên á hả là con mới vô đây, mà con vô đây con bắt hả như vậy mà con không có xin phép á, thì thành ra hả là cho con xin lỗi, với lại á là đừng có trách con, làm ơn á là chỉ đường cho con ra đi. Thì lúc mà ba khấn vái xong cái bắt đầu ba mới ngồi dậy, mà khi mà ba ngồi dậy ba đi một chút nha, thì ba thấy có rất là nhiều đường ra các bạn, mà trong khi nãy giờ đi mấy tiếng đồng hồ mà không thấy đường ra, mà khi khấn vái xong thì lại thấy quá trời đường ra, thì ba mới ra khỏi cái miếng đất đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chính ba trải qua. Cái câu chuyện thứ hai á là do người cậu của bạn, là cậu thứ năm, và cũng trong cái miếng đất này luôn. Thì sau cái thời gian sau này mấy năm sau nha, thì hả là do là cũng ban đêm á, là cậu cũng giống ba vậy đó, cũng đi hả là soi hả là bắt cúc bắt ếch, thì cậu cũng vô trong cái miếng đất này. Và cái lúc mà cậu đi á thì cậu cũng có cái đèn mà hồi xưa á là dạng giống như là cái đèn mà màu vàng á các bạn, đeo ở trên cái trán vậy nè, và cái bình điện á thì nằm bên hông, là phải đeo một bên rồi bắt đầu mình mới đi mình soi, chứ không phải là đèn led sáng trắng như bây giờ đâu. Thì khi mà vô trong đó đang soi vậy đó nha, cái tự nhiên á là trong cái tầm mắt của cậu, cậu có thể nhìn thấy là cái đèn này mình có thể thấy được tầm khoảng chừng 10 mét nha. Thì lúc đó tự nhiên cậu thấy có một cái bóng đen, cậu mới nhìn thì cậu thấy đó là một người, thấy rõ ràng đó là một người luôn, mà cái người này á rất là to, cao hơn 2 mét luôn. Thì khi mà cậu nhìn thấy người đó cậu cũng sợ lắm, nhưng mà cậu của bạn cũng là cái người rất là gan dạ, cho nên đó là khi nhìn thấy người đó rõ ràng thì cậu mới ngồi thụp xuống, và cậu hả là tiểu ra các bạn, kéo cái quần tiểu ra xong rồi á là lấy cái nước tiểu á là rửa lên trên cái mặt vậy nè, rồi lột luôn cái quần ra, quay 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 vậy. Thì khi mà cậu làm vậy á thì cái người đó biến mất tiêu, thì lúc đó là cậu mới đi về, cậu sợ quá cậu đi về lẹ lẹ luôn. Thì đó là cái chuyện thứ hai cũng trong cái miếng đất đó do cậu của bạn trải qua. Và tiếp theo á là chuyện của những cái người sống xung quanh đó. Thì bạn kể rằng á là cái đường đi vô trong núi á, thì trong đó thì nói chung là cũng có nhiều người chiếm rồi, nhưng mà cái khu vực trong đó thì nó rất là hoang vắng, tại vì á là người ta đồn với nhau rằng á là trong đó đất độc dữ lắm, khó làm ăn, cho nên đó là người ta cũng ít người vào dữ lắm các bạn. Thì có một cái ông này á thì ổng đi vô trong đó, cái ổng hả là ấy một cái miếng đất xong cái ổng xây cái chuồng dê để mà ổng nuôi dê, rồi ổng cất một cái chòi để mà thí dụ ổng có vô thì ổng ở trong cái chòi đó, ổng nuôi dê, rồi ổng đào hẳn một cái ao để mà ổng nuôi cá luôn. Mà mặc dầu người ta nói là trong đó có một con quỷ nữ, nhưng mà ông này á là tuy rằng ổng cũng có thấy con quỷ đó luôn, nhưng mà ổng vẫn vô đông làm các bạn. Thì ổng cũng vô làm cũng một thời gian xong cái ổng quyết định á là ổng xây thêm một cái chuồng dê nữa để mà ổng nuôi dê tiếp. Thì cái lúc mà ổng xây á thì dạng giống như cái chuồng dê bạn tả như là cái nhà sàn á các bạn, là cao lên vậy nè, thì mình nuôi dê trên, và thí dụ như dê mà nó có ỉa đó thì phân nước tiểu rồi đó thì mình vệ sinh ở dưới, nó rớt xuống dưới, thì theo bạn tả như vậy chứ Thi cũng không biết, không hình dung ra được. Thì lúc mà ổng xây xong cái chuồng á là chưa có đem dê vô đâu, nhưng mà ổng vẫn cúng nha, ổng cúng hả là các bạn tưởng tượng ổng để cái bàn cúng ở trong cái chuồng dê, ở trong cái chuồng dê, ở trong dạng như cái nhà sàn đó đó, thì ổng cúng một con gà, và xung quanh đó thì ổng sắp xếp trái cây cũng rất là thịnh soạn. Thì khi mà ổng cúng xong cái ổng mới chung vô ở ngoài chuồng để mà ổng nằm, xin lỗi, ở ngoài cái chòi của ổng á để mà ổng nằm ngoài đó ổng đợi. Thì ổng canh cho tới cái lúc mà tàn nhang rồi á thì ổng mới vô để mà ổng dọn dẹp những cái thức ăn ổng cúng. Thì khi mà ổng vô trong cái chuồng á thì ổng lại không thấy cái con gà đâu, mà trái cây á thì y nguyên. Thí dụ như nếu mà con gì mà nó vô mà nó muốn lấy cái con gà đi thì nó phải đụng trái cây, nó sẽ xê dịch hoặc là nó rớt cái cây tùm lum, nhưng đằng này á là trái cây xung quanh á thì còn y nguyên, các bạn không xê dịch một cái miếng nào, mà con gà lại mất tiêu. Thì ổng mới kiếm, ổng mới kiếm, thì cuối cùng á là ổng kiếm ra là con gà nó nằm ở dưới, nó nằm ở dưới cái chỗ mà sàn ở dưới á, nằm dưới đất á. Mà các bạn biết cái lúc ổng lôi cái con gà ra nha, là con gà này nó đã chảy nhớt, nó hôi rình, nó thiêu hết trơn rồi, giống như là đã để hả là cả chục ngày vậy đó, nhìn nó rất là ghê. Trời ơi, sau cái vụ đó ổng vẫn không sợ các bạn, vẫn nuôi bình thường luôn.
Rồi xong rồi từ từ là nó phá, cuối cùng ổng cũng dọn đi. Mà cái chuyện này thì cách đây cũng khoảng hơn 10 năm trước, lúc đó thì bạn cũng đã lớn rồi, thì bạn nghe người ta nói á, thì lúc mà bạn để ý thì bạn thấy rằng ông này đã dọn đi rồi. Và cách cái miếng đất ông này á, là cũng không xa, thì tầm khoảng chừng một cây số thôi. Thì cũng có một cái miếng đất khác, nhưng mà người ta cũng nói rằng á, là cái con quỷ đó đó là giống như là nó ở nguyên cái khu đó vậy đó, cho nên chỗ nào nó cũng qua hết. Thì bên đây là có một cái đôi vợ chồng, hai vợ chồng và cũng hả là mấy đứa con vậy đó, mà người vợ lúc đó cũng đang mang thai, cái bụng rất là to rồi, chuẩn bị đẻ rồi. Thì người ta cũng nói rằng cái con quỷ trong đó đó, rồi trong cái thời gian mà người vợ mang thai á, cái lúc mà gần sanh cái bụng to rồi á, thì trong cái lúc mà làm việc á, thì nói chuyện phím những người phụ nữ với nhau, thì cái bà này bà kể rằng á, là trời ơi, tối ngủ á là thấy có một cái bà mà nằm mơ nha, mà bả đi vô, bả vô mà cái gương mặt bả dữ tợn dữ lắm. Bả nói với em rằng á là vợ chồng con cái mày có cút khỏi đất của tao hay không, mày á hả mà đẻ mày đã ở trên đất của tao rồi, mà bây giờ mày chuẩn bị á, mày đẻ làm dơ dáy cái chỗ của tao ở á, mày có muốn hả là tao giật chết hả là mày không. Thì cái lúc đó bà này bả giật mình thức dậy, nhưng mà do là nghèo quá các bạn, cho nên đó là cứ ở lì vậy đó, thì bà cũng không có kể cái chuyện đó cho chồng bà nghe. Nhưng do là đi làm, trong lúc chị em nói chuyện với nhau thì cái bà này á, là cũng kể cho những cái người mà làm chung với mình nghe, rồi ai cũng nói rằng chị thấy ghê quá, vậy thôi chị dọn đi đi, nhưng mà bà này cũng ở hoài. Thì bắt đầu có một hôm đó, lúc đó là cái bụng bà này to rồi nha, nhưng mà đêm đó thì chồng bà cũng đi làm các bạn, chỉ bỏ hả là bà với lại hả là hai đứa con, rồi hả là ba mẹ con ở nhà, rồi thêm cái bụng bầu đó. Thì đêm đó hả là không biết làm sao á, mà ba này cái bà này bà đi ra bà tiểu, thì trong cái lúc bà tiểu tự nhiên bà lên cơn co giật mà bà la, trong cái lúc bà lên cơn co giật bà ngã xuống nhưng mà bà la nha, thì đứa con lớn của bà, cái thằng con lớn á, nó chạy ra, nó chạy ra thì nó thấy rằng á, là mẹ của mình đang nằm đó mà co giật, mà người mặt mày là đỏ lên, miệng đồ bắt đầu ấy bọt mép ra rất là nhiều, con mắt hả trợn trắng lên, thì nó sợ dữ lắm, nó sợ nó kêu mẹ ơi mẹ, mẹ có sao không, nhưng mà thấy rằng mẹ nó cứ co 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 vậy nè, cho nên nó sợ quá nó phải chạy ra. Tại vì cách đó cũng khoảng một cây mấy hai cây số á là nhà của người cậu mợ của bạn, thành ra hả là nó thấy nó sợ quá, mà mặc dầu đã nửa đêm rồi nhưng mà nó vẫn cố gắng nó chạy ra ngoài đó để mà nó kêu cậu mợ vô cứu mẹ nó giùm. Thì cái lúc mà cậu mợ của bạn á chạy vô á, thì lúc đó đưa bà này đi cấp cứu, cố gắng đưa hả tìm cách đưa đi nha, nhưng mà vô á thì cuối cùng đã chết hả là hai mẹ con luôn, chết cả mẹ lẫn con luôn. Thì khi mà đưa về á là người chồng khóc rất là nhiều. À, bạn cũng không có rõ rằng bác sĩ đã hả là nói rằng á, là hai mẹ con này lý do gì chết, nhưng mà hả nghe nói rằng á là trong cái lúc làm tang á, thì những cái người làm chung với lại cái cô vợ này nè có nói rằng á, là trước khi mà mấy ngày trước á, là có nghe chị nói rằng á, là chị nằm mơ rồi chị thấy một cái bà đó bà vô mà cái gương mặt rất là hung dữ, rồi nói rằng á, là gia đình mày đã ở trên đất của tao rồi, mà bây giờ mày còn sắp đẻ dơ dáy trên cái chỗ của tao ở, bây giờ mày có đi hay không, mày không đi tao giật mày chết. Thì cuối cùng mấy ngày sau á, là cái cô này chết thiệt các bạn, chết mà chết luôn mẹ con như vậy luôn. Thì đây là một cái chuyện xảy ra cũng ở trong cái đường núi, thì không biết là cái chỗ nào, không biết là vị trí chỗ nào, chỉ biết là ở Ninh Thuận thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện này á, là cũng cậu năm của bạn trải qua luôn. Thì có một lần đó cũng cái chỗ khác nha, nhưng mà cũng vòng vòng cái khu vực đó đó, thì cậu năm á là có bắt được một cái con nhím, mà con nhím bự dữ lắm, nó gần 10 kg dữ lắm. Nó gần 10 kg các bạn, cho nên nó hả là hôm đó cậu năm cũng đi bắt nhím. Thì khi mà đi á là cậu bắt cũng được nhiều nhím lắm, và cậu thấy có một cái đốm sáng thì cậu cứ nghĩ rằng á là con mắt của con nhím không à, thành ra là cậu cứ đi theo cái đốm đó, đi theo hoài vậy đó, cho tới khi mà nhìn lại thì không phải không có con nhím nào hết, mà là một cái mã của một người đàn ông, mà cái mã này á hả là cái ông đó ổng bị giống như là cọp cọp ăn thịt đó các bạn. Thì cậu rất là sợ, cậu chạy về luôn. Thì đó là một chuyện nữa. Và tiếp theo chuyện này á là xảy ra với người mợ của bạn, một cái người mợ khác.
Thì bạn kể rằng là mợ của bạn là cái thời điểm đó thì mợ cũng hay đi vô trong cái miếng đất mà ba của bạn vô soi ếch với là chim với lại hay là bắt bắt cút á. Rồi cậu của bạn cũng vô cái miếng đất đó, cũng trong cái miếng đất đó luôn. Thì mợ hay vô trong đó để mà mợ lụm củi, mợ lụm cây về để mà làm củi, để mà đốt, để mà nấu đồ ăn cho heo ăn, nấu cám đó các bạn. Thì trước đó không sao hết, hầu như là mợ cứ đi vô, mợ cứ đi vòng 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 là lụm vậy đó, rồi cứ đốt vậy. Thì có một hôm đó là tự nhiên khi mà đi vô cái miếng đất đó xong về á, thì mợ nhức đầu, mợ nhức đầu quá trời luôn. Và mợ thì có đứa con trai lớn đi lính, rồi cũng có mấy đứa con nhỏ nữa. Thì khi mà mợ nhức đầu như vậy á, là mợ cũng có đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói rằng á là mợ không biết bệnh gì, người ta chỉ theo dõi thôi. Nhưng mà càng lúc á là mợ càng yếu nha, càng lúc cái đầu của mợ càng nhức. Mà đi vô trong bệnh viện á thì khám rất là nhiều, làm rất là nhiều xét nghiệm rồi chụp này nọ kia, nhưng mà bác sĩ nói rằng á là không có gì hết trơn á. Mà tại sao mợ lại bị như vậy? Mà càng lúc càng yếu thì người ta cũng không biết rằng á là mợ bị bệnh gì. Cho nên đó là hả, càng lúc á là người ta thấy rằng á là quá tệ rồi, thì thành ra là người ta cũng trả về luôn. Thì khi mà trả về luôn á là lúc này mợ đã thật sự yếu rồi nha, coi như là nằm một chỗ luôn. Thì mẹ của bạn á với lại mấy dì của bạn sốt ruột quá, cho nên nó hả là mới quyết định rằng á là bây giờ đi coi thầy thử coi sao, chứ sao tự nhiên bệnh gì mà nhức đầu gì mà đi vô trong bệnh viện mà khám mà không có biết được cái bệnh. Thôi bây giờ là đi coi thầy, thì hỏi người ta mới chỉ cho một cái ông thầy. Đi tới cái ông thầy đó đó, ổng vô ổng chửi, ổng nói rằng á là tại sao bây giờ mới vô, bây giờ mới đi kiếm ổng làm gì, trong khi á nó sắp bắt đi rồi á, kiếm làm gì cũng hả là. Cái lúc mà ông thầy phán á là nói rằng ngay cái bữa mà mẹ bạn với lại dì bạn đi kiếm tụi ông thầy đó là buổi sáng, mà ông nói rằng á là đâu còn kịp gì nữa đâu, bây giờ á là 12 giờ á là nó đã bắt đi rồi, bây giờ như thể là cũng không kịp nữa. Thì mẹ với dì bạn khóc khóc xin nói hả thầy ơi làm ơn cứu giùm vậy đó, tội nghiệp lắm. Nhưng mà ông thầy nói rằng không có cứu được, tại vì quá trễ rồi, bây giờ mới xuống thì không cứu được. Thí dụ như cái lúc mà mới vừa bị nhức đầu á thì hả là gặp thầy lúc đó thầy còn cứu được, bây giờ quá tệ rồi, bác sĩ người ta trả về mà bây giờ á là 12 giờ trưa nay nó bắt đi nè, là ý là nói là 12 giờ trưa nay á thì mợ của bạn sẽ chết đó. Thì ông thầy nói rằng không cứu được, tại vì cái thằng đó đó là cái vong quỷ đó các bạn. Thằng đó là nó đi săn, nó đi săn rồi nó thấy mợ là nó thích, nó bắt mợ theo làm vợ. Mà bây giờ là trễ lắm rồi, kêu về đi. Thì lúc đó hả là mẹ của bạn với dì của bạn mới về. Và trong cái thời gian mà mợ bệnh, mợ nằm luôn chỗ vậy đó, thì cũng có báo cho cái người con trai lớn của mợ á là báo trước mấy ngày rồi. Thì hôm đó cái anh đó mới về, cũng trùng hợp là hôm đó mới về nha. Thì cái anh này anh về anh đi xe mà dạng giống như là ngủ quên nha các bạn, đáng lẽ là trưa sẽ về tới mà không hiểu sao ngủ quên. Thì ảnh ngủ quên xe người ta chạy huốt luôn, cho tới khi mà giật mình thức dậy á, thì thấy xe chạy huốt rồi, thì phải bắt buộc hả là bắt xe chạy vòng trở ra. Mà khi vòng trở ra về tới nhà tới chiều rồi, mà lúc đó đáng lẽ là ông thầy nói á, là 12 giờ á, là mợ sẽ đi, mà tới hả là trưa mợ vẫn còn thở yếu giống như là đợi con của mình vậy đó. Rồi cho tới chiều hôm đó là anh về anh vô anh mới nói rằng á hả thôi má ơi mẹ đi đi, mẹ mệt á thì mẹ nghỉ đi, để hả là các em á thì con sẽ lo cho. Thì lúc mà anh vừa nói xong câu đó là mợ lấy hơi lên và mợ mất luôn các bạn. Thì sau khi mà mợ mất xong nha, sau này á là mợ vẫn về thăm nhà, nhiều khi về dọn dẹp nhà cửa. Có lần á thì hả mọi người trong nhà thấy á, từ ở ở trước mà nhìn ra sao nghe tiếng rỗn rãng rỗn rãng rỗn rãng, dòm ra làm sao á thấy bóng người ngồi rửa chén. Thì lúc đầu cứ nghĩ rằng cậu của bạn không à, tại vì không thấy cậu bạn trong nhà, mọi người cứ nghĩ rằng á là ba ngồi rửa chén. Nhưng hồi sau cái cậu bạn đi vô từ đằng trước á thì mấy đứa nhỏ này nó mới nói ủa nãy giờ không phải ba ở làm sao á, nó không, tao mới về đi ra làm sao á thì không thấy bóng người đó nữa, mà chén đã được rửa sạch sẽ rồi các bạn. Mà rất là nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn ở Ninh Thuận, bạn Nam ở Ninh Thuận đã gửi về cho kênh chúng ta.
Thì những chuyện này là dạng những chuyện ngắn, có thể là các bạn sẽ thấy không kinh dị, nhưng hả là riêng Thi thì Thi thấy rất là hay. Và nếu mà chúng ta đặt vào những cái nhân vật trong chuyện á thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là sợ, tại vì có nhiều bạn nói rằng sao dạo này chị Thi kể chuyện không có kinh dị, sao mà Thi kể chuyện không kinh dị. Thi biết bao nhiêu là chuyện các bạn có rất là nhiều người gửi chuyện về thì có chuyện này chuyện kia, nhưng mà các bạn thấy không kinh dị, nhưng riêng người gửi chuyện người ta thấy rằng cái câu chuyện đó nó sợ đó với họ, cho nên nó là họ gửi về. Rồi Thi đọc kể lại thì thấy rất hay, mà người ta đã có công người ta viết, mình thì mình ngồi mình đọc mình kể lại mà cuối cùng nghe nói sao chuyện không được hay, chuyện dở quá thì Thi cũng buồn. Cho nên đó là thí dụ như nếu mà các bạn cảm thấy chuyện không hay thì các bạn có thể im hoặc là có thể qua kênh khác để mà mình nghe những cái câu chuyện mà cực kỳ kinh dị. Còn riêng kênh của Thi á là những chuyện ma có thật do nhiều người đã trải qua người ta gửi về, thành ra là có rất là nhiều thể loại. Cho nên đó là các bạn đừng nói gì hết. Đây là kênh chuyện ma có thật chứ không phải là kênh mà sáng tác chuyện ma rồi ngồi kể lại, không có nha các bạn ha. Thì tiếp theo là một chuyện nữa. Chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đang sinh sống tại Singapore và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta một chuyện do ba của bạn kể lại, do chính ba trải qua luôn. Thì chuyện này á là trước khi mà bạn sanh ra đời, lúc đó thì mới có hai bà chị bạn được sanh ra thôi. Ba của bạn á là tuy rằng đã có vợ hai đứa con rồi nhưng mà vẫn còn rất là ham chơi, coi như là thí dụ như 1 tháng á là nhiều khi ba cứ để ba mẹ con ở nhà xong rồi ba đi chơi mấy ngày vậy đó, rồi hả là lâu lâu cũng hả là cứ mấy ngàn lần thì ba sẽ đi nhậu với bạn bè rồi về rất khuya hoặc là có bữa không về nữa. Thì hôm đó cũng vậy các bạn, mà ba thì cũng rất là gan dạ nha, với lại từ nào giờ á là ba đi chơi hoặc là về khuya rất là nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy gì hết, cho nên nó là hả ba cứ tự tin ba đi hoài. Thì có một hôm ba đi chung với lại một cái chú này bạn rất là thân với ba, mà chú này á là cũng rất là gan dạ luôn, mà người chú hả là bự con cao lắm, cao 1m75 76 gì lận. Thì hôm đó là hai người này bắt đầu vô nhà của một cái ông bạn, mà nhà ông bạn đó thì có đám gì đó, mà cái nhà này á là thí dụ như nếu mà vô, mà hồi đó thì đi bộ không à chứ không có xe đâu đi, thì có một cái con đường dạng không phải là đường mà đường nhựa như bây giờ đâu, mà dạng giống như nhà người ta trong đó cũng có nhiều căn, cho nên đó là người ta đi mà người ta đi bộ á, riết rồi nó tạo ra thành một cái con đường mòn bằng đất á các bạn, thì cứ mang theo cái con đường đó để mà đi vô trong đó thôi, mà đi gần cũng khoảng cây mấy 2 cây số, đi cũng rất xa nha. Thì hai người đi, lúc đi á thì buổi chiều mà giống như là nó đã sập tối rồi, nhưng mà dạng thì mình vẫn thấy, mình cứ mang theo cái con đường đó mình đi thôi, và qua mấy cái chỗ mà người ta trồng bắp rồi này nọ kia đó, thì cũng cái đoạn này thì không có người ta trồng cây này cây kia thì không có nhà, đi vô rất là xa hơn cây mấy số á, vô tới nhà ông bạn đó thì mới có là được mười mấy căn nhà trong đó. Thì khi mà đi vô trong đó nhậu cho đã đời, nhưng mà do nhà ông này cũng nghèo cho nên nó là nhậu tới tầm khoảng chừng 11 giờ mấy đêm á thì không còn mồi với lại không còn rượu nữa, mà ít mồi ít rượu quá, thành ra là hai ông này nè, ba với lại hả là ông chú bạn của ba đó là giống như chưa có đủ đô các bạn, thì thành ra là cũng chưa có xỉn. Thì khi mà hết mồi hết thả rượu rồi mà giờ đó khuya rồi, cho nên thôi coi như là ngưng ngưng cái cuộc nhậu lúc đó. Thì bắt đầu hai người đi về, nhưng mà hả nhà ông bạn nghèo thì nghèo nhưng mà vẫn có dừa, mà dạng giống như dừa khô á, rồi nhúng vô trong dầu lửa hay dầu hôi, bạn nói mà Thi không biết cái này, bạn nói nhúng vô trong dầu đó xong cái mình đốt lên thì nó sẽ cũng cháy được khoảng chừng nửa tiếng. Thì bắt đầu á là ông bạn đó là do là đều sợ rằng á, tuy rằng hôm đó có trăng nhưng mà vẫn sợ hai người bạn của mình đi ra thì lỡ mà có rắn rít gì đó nó cắn á, thì thôi vẫn hả là đưa cho mỗi người một bó. Rồi bắt đầu á là đốt lên, thì khi đốt lên á là cái ông bạn kia đi trước, còn ba của bạn á thì đi sau. Và khi đi đi vậy đó, đi thì sắp ra rồi, nhưng mà hả cách cũng khoảng có một chút rồi. Thế tự nhiên á là ba đang đi bình thường, thấy người bạn của mình đang cầm cái bó lá dừa đi trước vậy đó. Tự nhiên ba không thấy gì nữa. Không thấy gì nữa mà ta nói nó tối đen như mực luôn, ba kể rằng á là cái lúc đó tự nhiên giống như là trước mặt ba không còn thấy được cái gì hết. Tại vì á là khi mà mình nhờ được cái bó đuốc đó,
Với lại mình nhờ được cái ánh trăng thì mình có thể nhìn thấy được mờ, thấy thấy được, nếu mà không có bó đuốc thì mình vẫn thấy được mờ mờ do con mắt của mình đã quen với lại cái bóng đêm rồi. Còn đằng này mình có thêm có bó đuốc cho nên mình thấy rất là rõ người bạn của mình đang rất là sáng như vậy. Cái tự nhiên tao nói nó tối đen luôn, nó giống như là các bạn thử, các bạn nhắm mắt lại đi, thì lúc đó ba nói rằng y như là cái lúc đó mà ba đang nhắm mắt mà ba đi vậy đó, mà nó đen thui đen như mực luôn, không hề thấy được một cái gì hết. Thì ba mới nói rằng đó là sao kỳ vậy mà trong khi trên tay thì vẫn có cầm cái bó lá dừa đó có lửa, mà tại sao trước mắt mình không hề thấy gì hết. Thì ba sợ, ba lúc đầu ba kêu ê ê ông ơi ông, nhưng mà không thấy người bạn mình đâu, rồi nhìn xung quanh cũng không thấy cây cối gì hết. Thì ba bắt đầu ba mới lần 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 ba đi, ê ê mà ba kêu nha, ba kêu quá trời luôn, ba cứ lần lần ba đi vậy đó mà ba kêu, mà ba nói trời ơi, cứu ai, cứu tôi với, bà la mà tao nói ba lúc đó ha, ba giống như là rơi, khi mà mình cứ kêu hoài mà trước mắt mình á tuy rằng có lửa kế bên mà giống như mình rơi vô một cái lúc mà mình bị mù đột ngột á. Ba sợ, ba sợ, và lúc đó tự nhiên ba cảm thấy kiệt sức vô cùng, cho nên ba của bạn mới ngồi thụp xuống. Khi ba của bạn ngồi thụp xuống lúc đó là giống như là ba tuyệt vọng, ba đau khổ, trời ơi, cái gì xảy ra với mình vậy trời. Thành ra là ba ngồi thụp xuống cái ba nói trời ơi, cứu tôi với, mà vừa kêu mà giống như là vừa đau khổ chết rồi, phải làm sao bây giờ. Thì tự nhiên cái lúc ngồi thụp xuống rồi đang đau khổ vậy đó, cái bà thấy trước mắt bà có một cái đốm lửa đi lại, là chỉ thấy được cái đốm lửa đó thôi chứ xung quanh vẫn chưa thấy cây gì luôn nha các bạn, trong khi hai bên đó là bắp. Thì khi thấy cái đốm lửa đó sang hồi, bà thấy hai người, một bà già và cái người bạn kia của mình. Bắt đầu hả là hai người đi tới, cái bà già bà cầm cái cũng là cây bó lá dừa đó các bạn, bà mới nói trời ơi làm cái gì mà hả chú la gì dữ vậy, hả chú la cái gì mà sùm hết trơn, tôi đang ở trong nhà nha mà chú la cái gì mà tôi hết hồn hết trơn vậy đó. Rồi xong cái người bạn của ba mới nói mày làm cái gì vậy, trời ơi mày xỉn hả, mày xỉn cái gì mà mày xỉn dữ vậy, hôm nay đâu có uống nhiều đâu, uống đâu có đủ đô gì đâu, mới nãy tao thấy mày cũng bình thường mà mày làm cái gì mà mày xỉn gì quắc cần câu không biết gì hết trơn rồi la lối sùm. Mà trong khi ba có xỉn đâu các bạn, ba đâu có xỉn. Trời lúc đó ba quê, ba quê, mặc dầu trong trong lòng ba rất là sợ, sợ dữ lắm, nhưng mà do là giống như là cái kiêu hãnh từ nào giờ của mình á, cái tự nhiên mình nghe nói vậy cái mình quê, cái ba quê quá, cái ba giả bộ ba xỉn luôn, giống như là hồi giờ giờ mình giả bộ mình xỉn luôn cho giống như là giờ mình xỉn mình không biết gì đi, chứ giờ quê quá rồi. Thì lúc đó ba giả bộ ba xỉn cho tới khi về tới nhà kể lại cho mẹ nghe, sau này kể lại cho con cái nghe thì ba đã nói vậy đó. Lúc đó hả trời ơi bà khẳng định rằng tuy rằng mình không thấy nha, mình đâu có thấy bóng ma hả là quỷ quái gì đâu, nhưng mà tự nhiên mình rơi vô trong một cái cảm giác giống như là ai mà bịt cái con mắt mình lại, giống như mình bị mù vậy đó, mà hả mình xung quanh không có ai, mình cảm thấy chơi vơi, mình cảm thấy sợ vô cùng. Bà khẳng định rằng lúc đó ba bị ma che bịt cái con mắt ba lại cho nên ba mới không thấy. Thì đó là cái câu chuyện mà ba của bạn trải qua. Và tiếp theo một chuyện nữa, thì chuyện này á là ba mẹ bạn có một cái người bạn, thì người bạn này á là trước năm 2006 á, thì người bạn này á là giống như là nuôi vịt đó các bạn, mà một bầy vịt của ổng là cũng mấy trăm con, mà ổng hay đi lùa vịt chỗ này chỗ kia để cho hả là tụi nó ăn vậy đó. Thì hôm đó là bình thường là cái công việc của ổng á là cứ lùa xong rồi ổng sẽ bao cái lưới, tự bao cái lưới lại để cho tụi nó ở đó tụi nó ăn, rồi ổng ngồi đó ổng nghỉ hoặc là ổng ngủ một chút để mà ổng đợi đó. Thì hôm đó cũng vậy, ổng lùa qua một cái khúc ruộng, mà ổng nói cái khúc ruộng thì người ta đã thi cũng không biết làm sao, không có diễn tả được, tại vì thi chưa có trải qua cái cuộc sống này bao giờ cho nên thi cũng không hình dung được các bạn, mà dạng giống như ổng lùa lại trong cái miếng đất đó, mà chỗ đó nó có cái vũng nước nữa, thành ra ổng lùa mấy trăm con vịt vậy đó vô trong chỗ đó, cái ổng mới bao cái lưới lại, ổng bao cái lưới lại cái ổng qua bên đây, mà ổng cũng có một cây đèn pin nữa nha, thì ổng mới qua bên đây ổng nằm ngủ. Thì trong cái lúc ổng ngủ, mà lúc đó ban đêm, thì trong cái lúc ổng ngủ á ổng nghe vịt la quá trời luôn, la cái gì mà nó la cạp cạp cạp, cạp mà giống như nó la sùm hết trơn, mà vẻ giống như nó hoảng hốt vậy đó. Thì ổng mới giật mình, khi ổng giật mình á ổng mới
Tai của ổng thì nghe, nhưng mà con mắt thì ổng chưa có thấy rõ. Ổng mới nhóm cái người ổng đang nằm mà ổng nhóm lên, ổng dòm lại đằng đằng chỗ bầy vịt á, thì ổng thấy cái gì mà hình như có người đang giống như là đang lùa vịt của mình vậy đó. Cái ổng mới ai vậy trời, xong cái ổng chụp cái đèn pin ổng mới rọi. Khi ổng rọi lại á thì ổng thấy rằng á là ổng thấy rõ ràng luôn nha, là một người mà mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng dài các bạn, cách hỏng cái chân giày nè là không có chạm đất, mà cái đầu á thì ta nói nó bù xù nó che nguyên cái mặt, cho nên ổng thấy không có thấy được mặt, ổng chỉ thấy tóc thôi, giống như ma vậy đó. Thì cái con này nó cứ chạy, hả, thí dụ như vịt chạy tới đâu là nó chạy, nó rượt nè, nó rượt xong rồi á là giống như nó, ổng đang cảm tưởng giống như nó đang lùa vịt của ổng vậy đó. Mà ổng nói rằng ha, nguyên một bầy vịt mấy trăm con nó chạy qua đây, nó lướt qua, con này nó lướt qua theo bầy vịt, xong rồi bầy vịt nó sợ hãi nó chạy qua đây, thì ổng rọi đèn như vậy đó, ổng rọi đèn như vậy đó. Nhưng mà hình như cái con ma đó nó không có chú ý tới ổng, mà nó chỉ chú ý tới mấy con vịt thôi, nó cứ lùa qua lùa lại, vịt đó thì nó la nó chạy sầm hết. Trời ơi ổng sợ cái ổng mới nằm xuống, ổng nằm xuống ổng đâu có dám, tại vì thấy vậy là mình biết ma quỷ rồi, cho nên ổng đâu có dám nhúc nhích gì đâu, ổng cứ nằm đó im re ổng đợi. Mà ổng hí con mắt ổng thấy nó cứ lùa qua lùa lại, con này nó cứ rượt hả, lùa qua lùa lại vậy đó. Xong cái ổng nằm ổng đợi tới sáng các bạn, khi tới sáng xong ổng lại hả là nguyên bầy vịt của ổng chết quá trời luôn, chết quá trời là do nó chạy suốt đêm, nó la suốt đêm thôi, chết quá trời chết mấy hả, là nuôi một bầy mấy trăm con mà chết hết hơn phân nửa. Thì lúc đó hả ổng đem về xong cái ổng mới kể lại cho mẹ của bạn nghe đó. Thì mẹ bạn nói hồi đó tôi cũng có làm nghề này, thì chú hả là phải thí dụ như mình tới cái chỗ nào á mình phải khấn, người ta, mình nói rằng á là hôm nay á là đưa vịt tới vậy đó thì cho vịt ăn vậy đó, cho nên mình phải khấn, mình xin phép người ta. Còn nếu mà mình không khấn, mình không xin phép mà mình vô, tại vì thường người âm người ta chết chỗ nào á là người ta trong cái đầu của người ta mặc định rằng cái phần đất chỗ đó là của họ không à, họ không biết gì đâu các bạn, họ cứ nghĩ rằng cái chỗ đó là của họ. Mà ai mà vô xâm phạm mà không xin phép á thì thường họ sẽ quở trách và họ làm ảnh hưởng tới mình, thì cho nên chú phải khấn, chứ nếu không khấn là dịch nó chết hết à. Thì đó là chuyện thứ hai. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, tập xong tập 607 Thi đã kể xong rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 608, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Bây giờ á Thi ngồi vô lúc 10 giờ, 10 giờ 15, 10 rưỡi Thi mới ngồi vô, xin lỗi. Thì bây giờ là 12 giờ 10 phút rồi các bạn, 12 giờ 10 phút đêm rồi, cho nên hôm nay lại tiếp tục á là sẽ có chuyện trễ hơn một chút. Thi hy vọng rằng á là Thi sẽ có thời gian, với lại á là giống như không gian cho phép để mà Thi có thể kể chuyện sớm. Thi cũng muốn kể chuyện sớm lắm, cũng muốn ngồi vô kể chuyện sớm rồi render rồi up lên nó sớm sớm cho các bạn, để các bạn nghe xong các bạn đi ngủ. Nhưng mà hả giống như các bạn biết không, tại vì nhiều khi mình vô cái mình cũng không nói được liền các bạn, mình vô cái nhiều khi nói khúc 2 3 phút rồi, 3 4 phút rồi, nhưng mà cũng phải thấy ở sao nói dở quá không hay, cũng phải tắt và làm lại mà nhiều lần như vậy lắm. Thành ra hả là cũng do là cái điều kiện nữa, với lại hôm nào mà giống như là giống như hôm qua vậy đó, thì ngồi vô ha thì nói hư một lần, xong cái lần thứ hai là thi kể trơn tru luôn. Hôm nay á là lại hơn tiếng hơn á là mới kể xong, thành ra là các bạn thông cảm. Thi cũng muốn xong sớm để Thi được nghỉ ngủ sớm lắm, nhưng mà thôi các bạn thông cảm cho Thi nha. Và thôi hôm nay chúng ta nghe chuyện tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.